Chào ông, ok. Muỗi đấy. Đi thôi con, đi thôi. Đi xuống, đi xuống. Rồi, đi thôi. Đấy. Đi. Thiếu que. Que các gắp cua gì nhá. Cái gì thôi? Cái gì đó tay đi con. Ừ mày. Ở kia chỗ vừa rác kìa. Tin ơi. Nhớ mặt thế xin que vội. Mày biết que để làm gì không? Có thế không? Chị ạ. Có lợn hay không thôi, thì có lợn cho xem không ấy. Hôm trước thì có thế. Hôm trước con nói con lợn hay con gì nhỉ? Thử vứt rác nào. Bố đi thỏ cho bố đi vứt rác nhá. Vứt rác ở túi nào đây. Đây à. Tin ơi. Chồng em ấy nhỏ. Chồng đâu? Làm gì? Đánh vỡ cua thì sao? Ai? Khó. Ây ôi. Ui. Muối. Muối đốt bố rồi, bố đây đập chết một con rồi. Tào quá. Thôi ơi, tao đi thôi con ơi. Bố bế. Đi vào đây. Này. Thảo ơi. Đi kia xem đi cầu thang nhá. Nè. Bắt tay. Đứng trước. Bắt tay. Ùm. Ok. Con này con gì mẹ? Coffee. Sumasen. Quay lại. Con đừng chạm vào cô nhé con nhé. Cô giật mình ấy. Thôi chào bố, đôi mũ nóng quá. Thôi. Mát chưa? Mùi thơm nhỉ? Mực à? Mực. Qua đây không có view thôi.
Quả này có mát không? Cà đê. Bình thường mà coi. Cái này bình thường quá nhỉ. Nó có sốt thì có cá, cũng như ở cái chỗ cũ kia nó còn có sốt, còn có món nó ở kia. Thế nhưng bây giờ mà không đi này là không đi ăn đâu. Quay cho lên kia thì mình có gái nha. Đi 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 con. Đây mà. Có view luôn. Có spaghetti à? Spaghetti. Cái gì thỏa ăn được này? Thì mẹ mới có ăn sốt đấy. Ủa, tí ăn sốt gì đâu? Cái sốt đó có cơm cho nó, cơm.